Thử điện. Đây là mình đang đứng trên cái mặt sàn hai nhà liền kế nha các bạn. Một nhà một trệt một lầu và một nhà là hai lầu một trệt. Đây là coi nhà mà hai hoàng thi công tại địa phương phường Phước Tân, khu phố Tân 12. Mà thấy quan sát thì thấy thợ thuyền thì chưa gì đã mới có 5 giờ 3 phút mà đã về hết rồi. Và họ đã chuẩn bị 4 giờ rưỡi họ đã chuẩn bị xuống bay đây. Làm như vậy là nếu mà những người thầu như vậy mà gặp những người thợ mà thường xuyên là xảy ra ngày nào cũng thế thì là người thầu sẽ bị lỗ vốn nha các bạn. Nói chung là làm cái gì cũng phải có cái trách nhiệm, quá giờ hơn một tí để ta xuống bay là rửa bay là đi về là được. Và nếu như mà ngày ngày tháng tháng cứ như vậy liên tục thì cái công việc của mình nó sẽ bị muộn màng hơn và nhân công nó sẽ nhân lên gấp nhiều. Và những người thợ là phải biết là đi sớm về muộn một tí thì mới gọi là yêu việc yêu nghề. Thứ hai nữa là sẽ tạo cho công việc cả người thầu đến chủ gia nó được nhanh đạt chỉ tiêu hơn. Còn nếu như chúng ta mà suy nghĩ là hơn thua từng giờ thì đi làm mà cứ tính là mình sợ thua thiệt thì không bao giờ thành công được và mọi việc nó gần như ị ạch. Đấy. Cho nên các bạn mà làm công, làm bất kể một cái nhân viên công ty nào, chúng ta phải đi sớm về muộn một tí. Trễ một hoặc muộn 1-2 phút nó vẫn vui hơn, đúng không? Còn về sớm mà đúng 5 giờ mà đã xuống bay vậy thì 5 giờ người ta hết việc mà 5 giờ đã quần áo chuẩn bị xong xuôi lên xe đi về rồi. Như vậy thì công việc cả người thầu và chủ gia nó sẽ bị trễ hạn, trễ lại là nó làm cho cuộc sống chúng ta cảm thấy nó không được suôn sẻ, sốt sáng lắm. Đấy là mình nhắc nhở các bạn sau này mà đi làm thầu hoặc làm thợ cho ai đó mà được yêu quý. Đấy là cái vấn đề là chúng ta phải cố gắng đi sớm về muộn một tí thì nó sẽ mang lại cái điều tốt đẹp cho mình thôi, đúng không các bạn? Còn đây là rồi, cái việc đó chúng ta bỏ qua một bên. Bây giờ là cái việc là ngày chỉ còn mấy ngày nữa là sẽ là ngày lễ 30/4 vào 1/5. Nay là thứ 6 rồi, ngày mai là thứ 7 rồi ha. Và nghỉ lễ hôm nay là không biết là các bạn có đi đâu chơi hay không, nhưng mà thầu Hai Hoàng sẽ thi công xuyên lễ luôn. Xuyên lễ để cho nó kịp thời gian để bàn giao cho chủ gia. Tranh thủ lúc trời nắng, trời đẹp, chứ không thể là tranh thủ để làm cô rê sau đó là mưa gió. Không làm được, làm một ngày nghỉ 3 ngày, một tuần làm có mấy ngày. Đúng không các bạn? Cho nên là chúng ta sốt sáng một tí. Làm xong thì mới có bồi dưỡng, chưa làm xong có đâu bồi dưỡng. Không hăng say thì không có bồi dưỡng. Có nhiều gia chủ, có nhiều thầu là rất là kinh điển ở cái chỗ này. Làm xong mới biết được kết quả của người đó. Đừng thể hiện trước. Đấy. Hài hoàng rồi. Lên rồi. Thợ thì về hết rồi, thầu cũng phải đảm nhiệm về cái trách nhiệm là coi như là từ cái mỹ thuật kết cấu sắt thép phải đạt tiêu chuẩn. Về sớm làm gì? Trong lúc thời gian này ta tranh thủ trời mát, vừa làm vừa vui vẻ, vừa chia sẻ, có phải sướng không? Đi đâu mà vội vàng? Yeah. Làm không hăng say, làm phải hăng say đi. Hăng say thì chủ gia, mọi nhà người ta mới thích được chứ. Chưa làm tới giờ mà đã tính công thì chỉ có thất nghiệp thôi nha các bạn nha.
Đây là những cái đường ống nước sẽ dắt xuống dưới đây nè. Theo cái hàng cột. Có nhiều người làm ống nước đi chung với cái cột đó, hay là các bạn đừng có đi chung cái cột và đi làm sát cái cột thôi. Hai Hoàng thiết kế với đồng kỹ sư này phải nói là rất là chú đáo. Rất là chú đáo về cái vấn đề là cái đường nước này. Có nhiều các bạn sai lầm là bỏ cái ống nước vô cái cây cột xong đổ bê tông, sau này mưa nó chảy nó thẩm thấu cái cột bê tông rồi nó dính vào sắt, nó thoái hóa ra đây là chúng ta thua, là chúng ta là sắt thẩm thấu ra ngoài làm hư nhà, bốc meo lên vàng ố, khó mà sửa chữa được, chỉ có một thời gian sau chỉ phá nhà. Để đưa cái ống nhựa nó vào một bên. Có bạn bảo tại sao cái cây sắt này sao nó méo méo rồi vậy? Do đang đơ nối kết cấu khóa sắt lại thì để treo lên như vậy nó dốc thì cái gì đâu. Có nhiều bạn hỏi rất buồn cười, nhìn thấy nó thẳng thì bảo nó thẳng, nhìn thấy nó xéo chưa để thẳng thì nó bảo nó xéo. Cái gì cũng vậy, chúng ta có hy sinh một chút cái thời gian tốt cho mọi người là tốt cho người ta. Đầu tiên mình cứ nghĩ cho người ta như đã thì cái việc mình sẽ có được. Còn mình nghĩ cho mình không thì việc mình sẽ có được ha. Làm cái gì vậy có trách nhiệm, có tinh thần hăng say làm việc thì mọi việc sẽ tốt đẹp, sự ổn định giàu có là những người lao động nhiệt huyết. Ấm no hạnh phúc là những người sinh năng, không dễ thất nghiệp, chưa làm mà đã tính là chết. Tính hơn thua, đi làm công đừng có tính hơn thua nha các bạn. Đi làm công phải tính làm sao làm thật tốt, chú đáo mọi việc thì đó là việc tốt cho mình, tốt cho gia chủ, tốt cho mọi người, tốt cho mình. Tốt cho gia chủ thì mình có việc làm nhiều, còn mình tốt cho mình không thì gia chủ không thấy, không muốn mình nữa. Mọi người không thuê mình nữa thì mình thất nghiệp, mình đói. Đơn giản thôi. Giờ là 5 rưỡi nha các bạn. Mọi cánh bác thợ đã về hết. Các bạn mà đổ bê tông xong là các bạn nên lưu ý một chỗ này. Khi đổ bê tông xong, dứt điểm là chúng ta phải thường xuyên theo dõi là mặt hồ ở trên mặt sàn này. Nó vừa khô là phải tưới nước liền. Liên tục trong 24 tiếng, liên tục. Rồi 36 tiếng nó khô ráo, chúng ta tưới chậm lại cũng được. Nhưng mà chúng ta tránh cái tình trạng để nó khô mặt quá vì trời nắng nóng. Rồi nó khô, nứt, chúng ta xịt lên thì cái kết cấu của bê tông nó không có bám chặt được. Và khi chúng ta nó không bám chặt thì cái kết cấu bê tông nó khô nhanh quá, nó bong cái sắt kết cấu với cái nhựa của bê tông ra thì nó làm yếu cái sàn nhà của chúng ta, cho nên chúng ta phải tưới liên tục cho nó khô và chết dần chết mòn và bám chặt luôn. Đó.
nhà thờ nha các bạn, nhà thờ giáo xứ Thiên Phước nha các bạn. Khi đổ bê tông dứt điểm cấm gia chủ và nhiều người lạ lên trên mặt sàn này, sau 72 tiếng, 1, 2, 3 người lên làm nhiệm vụ tưới nước. Đừng có lên ầm ầm lên mà xem nha các bạn. Thứ nhất là không an toàn về tay vịn tay cầm đứng, thứ hai là nhất là phải bảo vệ những người mà trẻ con hãy chạy nghịch ngợm lên trên đây cũng rất là nguy hiểm. Cho nên là chúng ta là những ngôi nhà mới luôn luôn phải cẩn thận và đi đứng. Mình không quen, đúng không? Không quen. Tưới nước, nhiệm vụ là dành cho người lớn. Phải quan sát cái mặt hồ. Đừng lên nhiều người quá, làm rung chấn khi một hồ chưa khô. Nhớ các bạn nha. Đấy. Quan sát thật kỹ à, rồi các bạn khi hoàn thành ngôi nhà này là các bạn sẽ thấy nó rất là đẹp, vì cái kết cấu và thiết kế mình có chia sẻ trong cái hình vừa rồi là giấy phép xây dựng á. Ngôi nhà đó rất là dễ thương, khi nó hoàn thiện mình sẽ quay cho các bạn xem. Nhưng mà cũng không thể quên được khi mà hoàn thiện ngôi nhà là các bạn sắm sửa về các loại điện gia dụng, thiết kế ánh sáng, chiếu sáng dành cho ngôi nhà của mình, thì cứ vào TikTok shop Golden City để tìm những sản phẩm về nội thất, từ bàn ghế, giường ngủ, tủ kệ, sách, quần áo được thiết kế, được trưng bày ở trong TikTok shop Golden City với những cái sản phẩm hiện đại phù hợp với cho tất cả các bạn trẻ vào đó để tìm hiểu nhiều cái sản phẩm từ trần trang trí, đèn trần, đèn cảm biến để cho các bạn sử dụng. Thôi đến đây thì mình cũng xin tạm dừng cái video này nha các bạn. Và sau đó khi ngôi nhà này sẽ đổ sàn và tiếp tục chúng ta đã hẹn nhau, gặp nhau trong tuần kế tiếp. Chúc các bạn một ngày nghỉ lễ thật vui vẻ bên gia đình, một ngày cuối tuần vui vẻ ấm áp nha. Rồi, xin chân thành cảm ơn. Goodbye.